Nè, thằng Dẻ, ba hỏi này cái nha. Tại sao hôm nay đi qua chú Dũng spa về trễ, con ham chơi đúng không? Không có, vậy sao về trễ, nói cho ba nghe coi. À, vậy hả? Rồi bữa nay chú Dũng cho con spa chi nhánh nào vậy? Quận 4 hả? Được cô chú làm kỹ không? Kỹ hả, có hài lòng không? Có hả? Rồi, đâu, đứng lên coi, xoay vòng coi, ba coi coi cắt đẹp không? Ôi ôi, đứng lên. Đâu, xoay vòng, đúng rồi, ba coi cái mông coi. Ôi ôi, đẹp nha, đâu lại coi. Ok, xuất sắc. Rồi, ngồi dậy, ngồi xuống coi. Rồi đi spa, vậy con đánh giá mấy sao? Ôi ôi, cho 5 sao luôn hả? Vậy rồi, mốt ba cho qua đây spa tiếp nha, ok không?